hồi tôi học kinh điển ở đài trung thầy giáo kể cho chúng tôi về một địa ngục đây là bình thường không phải quá nghiêm trọng mạng sống người ở địa ngục bao lâu trước hết phải nói một ngày ở địa ngục là bao nhiêu năm của nhân gian Thầy giao cho chúng tôi biết Địa ngục này Một ngày ở địa ngục là 2.700 năm ở nhân gian Trung Quốc thường nói Có lịch sử 5.000 năm Trong địa ngục chưa đến 2 ngày Từ đó mới biết rằng Trăm ngàn vạn ký rất có khả năng Không phải bịa đặt Quý vị chịu khổ thời gian dài như thế trong địa ngục Luân hồi ác thú Không có thời hạn ra Không có cách nào để ra Bởi thì tam ác đạo Rất dễ vào Rất khó đi ra Thời, thời gian ở cõi ngã quỷ cách xa chúng ta một ngày ở cõi quỷ là một tháng ở nhân gian bởi thế chúng ta cúng quỷ thần vào các ngày mùng một và rằm gặp đúng một ngày ba bữa của họ bữa sáng bữa trưa và bữa tối mỗi ngày ba bữa Một ngày của họ bằng một tháng của ta Họ mạng quỷ quỷ Sống ngắn nhất cũng được ngàn tuổi Một ngàn tuổi Mười hai ngày cõi quỷ bằng ta một năm Tự ừ, tính xem thời gian như thế bao lâu Vì thế không nên vào ác đạo khỏi súc sinh mang sông rất ngắn nhưng nó không thể rời khỏi súc sinh chúng ta xem trùng nhỏ trên mặt nước gọi là phù vô sáng sinh chiều chết chúng sống độ mây tiếng tạo nghiệp gì mà đọa làm thân ý Người tạo nghiệp giết hại quá nặng Giết hàng dạng Họ sẽ đọa vào cõi súc sinh Một ngày chúng nó sống chết ba bốn lần Suốt ngày chịu khổ trong sinh tử